qua được cái cổng rồi nè. Về những người mà chưa có qua được đứng phải xét nè các bạn. Thấy không? Thấy mọi người không? Rồi bây giờ Ngọc đi vô nha. Đã được qua được cổng an ninh rồi đó. Ngọc sẽ đi lên lầu. Bây giờ cái line đi lên lầu nha. Khoa đi về rồi các bạn ơi. Này muốn đi thang máy lên cũng được. Hoặc không muốn lên thang máy thì mình sẽ đi bộ các bạn. Đây. Wow. Lá cờ Texas nha các bạn nha. Đó, Texas. Đây cổng đi ra nè. Giờ Ngọc sẽ đi lên lầu nha. Cảnh cũ, cảnh cũ. Người cũ, cảnh cũ. Ngọc quay sơ sơ cho bạn xem nha. Ngoài thị trường của Ngọc chút xíu nè. Bán đồ nhiều lắm nè các bạn. Bán rượu nè. Mọi người đang ghé lại uống cà phê nữa chứ. Bánh. Sớm quá Ngọc cũng chưa có ăn uống gì hết trơn các bạn. Rượu quá trời nữa các bạn ha. Wow. Ở Mỹ tha hồ quay luôn nha các bạn. Phi trường của Việt Nam rất là khó. Ngọc muốn quay rượu cho các bạn xem không có cho. Đây nè. Quá trời rượu luôn nha các bạn thấy không. Loại nào cũng có đó. Đây. Loại nào cũng có. ISO nè các bạn. Quá trời rượu không. Vấn đề là Ngọc không xách về được hết. Quá trời ISO luôn các bạn ha. Quá trời rượu luôn. Hình như cổng của Ngọc là đi 11 hay gì á. Quán đồ ăn nè các bạn, đã không? Ta đang ghét gai uống cà phê nè. Ngon. Có Starbucks không? Ngọc sợ Ngọc uống xong rồi cái Ngọc không có buồn ngủ nữa các bạn. Để lên máy bay ngủ. Này, người ta vô ngồi ăn ngồi đợi nè. Để Ngọc đi tới cái cổng của Ngọc trước đã. Make sure cái chỗ của mình rồi xong mình sẽ đi vòng vòng. Đi 12, Ngọc đi 11 nè. Wow, chiếc máy bay bự dữ vậy. Đi 11, đằng kia kìa các bạn. Hình như máy bay đã tới rồi sao. Bự quá trời luôn nè. Hành khách nè. 11 giờ 35 phút. Còn vắng á các bạn ha. Wow, ghế đẹp quá vậy. Ghế sang quá nè các bạn. Đẹp không? Đây là chỗ mà người ta vận chuyển đồ lên máy bay nè các bạn. Thấy không? Thấy đồ người ta vận chuyển lên không? Mà anh đang không Ngọc thấy người ta vận chuyển sao mà còn dư một cái vali để trong ngồng á ngay chỗ đó. Các bạn thấy cái chỗ đó không? Cái chỗ này nè, ngay tay Ngọc nè. Có một cái vali màu xanh. Người ta bỏ quên hay gì người ta bỏ lại để đây nè. Là người ta đang xe, người ta đang xuống. Wow, của chiếc máy bay đang xuống rồi bà. Nhanh dễ sợ. Ở đây máy bay bay quá trời các bạn. Bay lên bay xuống quá trời luôn nè. Màu trời rất là xanh. Wow. Thấy bên đó chiếc máy bay đó là mở giống như đề ba lên rồi hay sao. Thấy xăng nó chạy nó ấy đồng ghê các bạn, chuyến bay của Ngọc đồng đó. Quay các bạn xem nha. Đồng không? Đây là chuyến bay của Ngọc đi. Đồng quá trời. Gần vô rồi các bạn. Ghế hôm nay mới lắm nha các bạn nha. Chắc mới đổi lại đó. Thì ở đây là Ngọc đang đứng với Lai đi vô nè. Đông không? Cũng đông ha. Bây giờ mình đợi coi nhân viên Ngọc sẽ kêu làm cái gì nha các bạn. Kêu Ngọc nhìn trên đó đi. Như chụp hình các bạn. Rồi, vô. Ngọc đã qua được cổng xét vé rồi các bạn ơi. Thì bây giờ là Ngọc đang trên đường đi xuống máy bay nè. Còn có một giai đoạn cuối cùng thôi là đi vô và ngồi trên máy bay để tận hưởng một chuyến hành trình đi về Việt Nam thôi các bạn. Về thăm quê hương của mình.
nè, chuẩn bị được tới cửa máy bay rồi. Lên tới trên đầu tiên là Ngọc thấy first class các bạn. Ghế ở đây là ghế first class nha, ngồi rộng lắm. Cái ghế này được mình phải trả nhiều tiền, được nằm ngã ra. Sau cái first class là tới deluxe. Ghế deluxe thì nó sẽ bự hơn một chút. Xong rồi tới xuống dưới là ghế thường nha các bạn nha. Cái ghế của Ngọc là ở dưới ghế 40, số ghế 40. Rồi bây giờ Ngọc đã ngồi định vị rồi các bạn. Ngọc sẽ quay chi tiết cho các bạn xem trên chiếc máy bay Ngọc bay về Việt Nam nha các bạn. Ngọc đi hãng Nhật các bạn. Đây màn hình để cho mình biết ở trên đó có cái gì, chuyến bay, máy bay, bay khúc nào. Đây mọi người đang chuẩn bị bỏ đồ quần áo ra, cái nào ví dụ phone, điện thoại mình để ở ngoài, dây tai nghe, rồi còn bao nhiêu thì mình sẽ bỏ hành lý ở trên để mình cất. Rồi mình mới ngồi xuống như bạn có thể lấy áo lạnh cái này rất là đẹp ha, ngăn nắp, người nào ngồi ở đâu thì mình ngồi chỗ đó. Nên có chỗ Việt Nam quá trời, chuyến bay học về toàn Việt Nam. Đang ngồi ở ngoài gần cái đuôi ở phía sau luôn các bạn. Việt Nam không, khách đã lên gần hết rồi các bạn. Bây giờ mọi người phải ổn định chỗ ngồi, xong nhân viên chuẩn bị đem đồ ăn các bạn. Vừa khách vừa lên thôi là nhân viên đang tiếp đãi khách. Mình nghĩ chắc chừng sau 20 phút thôi cho đem đồ ăn. Con nghĩ cái này là bò cô. Bò. Hôm đó order đồ ăn lên các bạn. Đây bây giờ Ngọc sẽ tháo ra cho các bạn xem sẽ ăn cái gì. Ở đây Ngọc có giống như khoai tây á các bạn. Khoai tây ở trên là có miếng thịt nhỏ nhỏ. Khoai tây, bông cải. Kế bên là rong biển với đậu. Rồi kế bên là mì. Sát bên đây là cá, cá sống các bạn. Thích ăn cá sống này. Ở đây là có salad cho một chén nước để bên một cái là cái bánh. Ok các bạn ơi, đây là món ăn thứ hai, set menu thứ hai. Đó có rau củ, có thịt heo. Để mình coi mình chọn món nào đây. Cô nhân viên đang chuẩn bị đưa đồ ăn cho khách nè các bạn. Đây là phần ăn của Ngọc nè các bạn. Đây con mở hỏi nha. Dạ, cảm ơn cô. À, này là pasta mì Ý, đồ Ý, Nhật mà có đồ Ý. Này Ngọc đi với cô. Đi với cô giúp Ngọc nè. Con quay phần của cô nha. Đây là phần đồ chay của cô nè. Có trái cây. Chay hả cô? Cơm khoai tây. Cái đậu gì nè, sáng con cũng có ăn vậy. Mà này chắc con nghĩ thịt chay hả cô ha? Dạ. Ở đây mình có cái miếng bánh tráng hả cô? Giống như cơm hả cô? Cơm, thay vì cơm á. Dạ. Cơm gạo nâu hả cô? Rồi, chúc cô ăn ngon miệng. Chúc con ăn ngon. Dạ. Cái này là con nghĩ là mình ăn cái này xong là mình tới luôn á con. Gần tới rồi. Gần tới Nhật. Ngồi buồn quá, trên đây coi Avatar 2 nè các bạn. Avatar. Nghe một tiếng beng một cái là tới Nhật rồi các bạn ơi. Trời ơi. Vừa nghe tiếng beng thôi mọi người đứng dậy hết rồi kìa, chuẩn bị lấy hành
lý xuống rồi. Mặc dù là chưa có cho xuống nha, mà mọi người đã đứng sẵn hết trơn rồi, tháo dây beo rồi ra hết rồi, chuẩn bị đi xuống. Chưa có cho xuống đâu, là hấp tấp như vậy. Mình còn mong mấy bạn ở đó, phải đợi mấy bạn đây. Đây Ngọc ngồi tuốt đằng sau cái cánh, cái đuôi máy bay là phải đợi mấy bạn này đi xuống hết thì Ngọc mới được đi xuống nha bạn. Đã được đi ra sau những phút chờ đợi, bây giờ tôi cũng đã được đi ra. Và một bạn thì nghe mình có quay cho bạn cái đi lớp bây giờ đâu chứ mà không nói lộn, phải đi lớp này là first lớp chứ không phải đi lớp nó bự quá lớp nghe. Phi trường của Nhật nha các bạn, thấy không, đẹp không? Phi trường Nhật đẹp quá, có kiến luôn cho mình nhìn thấy ở ngoài luôn. Còn cái trường bên Mỹ thì họ bỏ mình vô cái ống, mình đi vô cái ống mình đâu có thấy được gì, có kiến mình thấy nha. Rồi bây giờ mình sẽ vô đi học, đi chuyến bay để bay về Việt Nam nha các bạn, để đổi qua chuyến bay khác. Đã xét hành lý xong rồi thì bây giờ trong lúc đợi cô ngồi kế bên Ngọc á, thì Ngọc quay vòng cho các bạn xem, cô cũng đang lấy đồ của cô, vali của cô. Việt Nam không các bạn, nước của Nhật nè các bạn, toàn là chữ Nhật không, không hiểu gì trơn, quá trời nước luôn. Thôi đi vô, gần tới Ngọc rồi, Ngọc đang get line đi vô trận cuối cùng. Hello, thank you. Rồi mình đã qua cái cổng xét vé rồi các bạn, bây giờ mình đang đi vô cổng vé bay nè các bạn. Phi trường Nhật đẹp quá các bạn, vừa sạch và lại vừa đẹp, nhìn mới tinh, thơm nữa. Cái đường đi vô cũng đẹp nữa. Các bạn thấy cái đường đi vô đẹp không? Nhìn ra được ngoài, mình thấy được ở ngoài phi trường Nhật luôn các bạn thấy không? Đẹp quá trời luôn. Chứ mà bỏ trong cái ống mình đâu có nhìn thấy được ở ngoài đâu các bạn. Đó, mấy bài ở đây thôi. Thảo thực nhà. Rồi đi lên to, đi lên kiếm ghế nữa. Nói tiếng 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 Mỹ không biết chị ấy có nghe được để người Nhật để first class lúc nào cũng ưu tiên các bạn, cũng là chỗ để nước đồ ăn để như này là ghế thường để ghế thường hơn tại phi trường của Nhật, ngay ngồi ngay cánh ngồi ngay cửa sổ luôn các bạn mới quay được cho bạn xem. Đây là cái đuôi của máy bay, một cái máy bay của Ngọc đi xanh lắm, hơi tối tối nha, không có xanh mà máy bay cứ lên xuống quá trời. Quay một vòng ở trong cho các bạn xem, Ngọc lên trước mà Ngọc ngồi trước. Đây mấy cô Việt Nam không các bạn, Việt Nam không, chuyến bay này là toàn Việt Nam, tại vì về Việt Nam thì toàn người Việt không các bạn ha, những chưa nhiều người lên cho nên các bạn thấy có nhiều chỗ trống mà thế này để mình lấy trống. Rồi tới rồi các bạn ơi, cái phen một cái là mọi người đứng dậy hết rồi các bạn, dù là ngày nào cũng vui quá trời luôn. Xong rồi chuẩn bị lấy hành lý rồi, get everything ready đi ra thôi các bạn ơi. Cô chú đứng đợi hết rồi, ngồi nghỉ được rồi. Cả nhân viên mấy cô tiếp viên xong tiếp Việt Nam trên đường Ngọc đi ra mà tới cái cổng hải quan chuẩn bị làm giấy tờ để nhập vô Việt Nam. Đây là phi trường sân bay Tân Sơn Nhất đang chuẩn bị làm giấy tờ để đi vô, đông lắm, quá trời đông luôn, thấy không các bạn, thấy mọi người đang đứng không, đợi đông lắm. Rồi chuyến bay Ngọc tới sao có con chiến hay sao, đông quá trời. Bên kia các bạn đang lấy vali kìa, đông. Có mấy chú mấy anh đứng đây để giúp đỡ. Sau bên này có con chiến nữa nè, đang xoay vòng vòng.
chuyến này khác. Mình cũng đằng đây quá. Cái đường kia cũng chạy. Cộng ra đó, mọi người đang ở ngoài đó đợi các bạn. Giờ đây mình lại lấy đồ cái đó. Đây các bạn, Ngọc đang lấy cái xe, có cái chú này lại hỏi Ngọc có cần giúp đỡ gì không. Đó. Để con lại con coi. Dạ con. Con bỏ cái vỏ đó, con bước qua luôn. Dạ. Rồi con bước qua trước nha. Thiếu cái gì? Có là họ bỏ trên đầu máy rồi chứ họ đâu có. Cảm ơn con nha. Dạ. Dạ. Chú Ngọc cho chút tiền á, chú nhiệt tình quá các bạn ơi. Bình thường Ngọc đi này Ngọc cho chừng 10 đồng nhưng mà thấy chú nhiệt tình Ngọc cho chú 20. À không, chị có, cảm ơn em. Dạ chị có ngoại, anh kêu em. Wow, bà con đông chưa? Không ẩm đó hả? Không quá. Không ẩm em hả? Không ẩm em hả? Uống đi. Ừ, sorry. Nữa rồi nó ngồi chờ mà nó ở nhà nó luôn. Ủa? Rồi con lớn hay con nhỏ?
giờ nó ra mẹ cũng lẹ lắm, ra lẹ. Ông ngoại nè, ông ngoại ông nhờ ông nhắc à, nay ngoại bệnh ngoại ốm ông ngoại ơi. Có con gái về, gái về gái bồi bổ là trong ngoại mới được, gái về gái bồi bổ là trong ngoại, gái về gái bồi bổ là trong ngoại. Nhà cũng ăn nhưng mà ăn không được, ba không được. Vậy hả? Đi kìa, chắc đi, chắc đi bộ qua hả? Chắc nó đứng bên kia hả? Giờ nhà Ngọc kêu taxi về các bạn ơi. Mưa. Em gái Ngọc đang kiếm taxi. Ủa sao nó ẵm bé theo vậy? Mà sao nó ẵm bé theo vậy? Ông Út này cũng phát tướng dữ nha. Ờ, dốt qua đây nè dốt. Thôi em mẹ ơi, có xe kìa. Ngủ qua đây ngủ được không? À ơi, em thức. Hồi tối ngủ có 2 giờ. Từ tới mà không nghe điện. Thôi chạy ai kêu ai ẵm về đi. Ai ẵm về đi. Út đi bộ, Út đi đi xe về hả? Ok, gặp ở nhà. Bye bye. Ai đi với em? Ai đi với em về vậy? Ai? Heo hả? Cha đi với ba mẹ về chú nha. Về nhà gặp được gia đình rồi các bạn, vui quá à. Bây giờ đi về Ngọc coi coi mẹ nấu món gì đãi Ngọc nha. Rồi Ngọc đã về tới nhà rồi. Đấy, nhà Ngọc đây nè các bạn, nhà này Ngọc nói là nhà sữa nè. Bà Ngọc mở cửa. Em trai Ngọc nó ghinh thùng xuống. Wow, nhà mới nha, nhà mới nha. Nó ơi, nó à, nó ơi. Rồi, bay vô đi. Mẹ em cưng, em trai. Sao em chạy lên rước chị? Lên xe rồi. Ồ, thiết kế rất là đẹp luôn nha. Ghế đồ này kia nào. Mày bỏ vô. Dạ. Ôi ôi. Bếp cũng đẹp nữa nè. Ôi ôi, ngoài chuẩn bị đồ ăn cho Ngọc mà biết liền. Bàn thờ đẹp quá, thờ ông địa thần tài đẹp kìa. Đây cái toilet nhỏ ở trong đây hả? Có toilet nhỏ dưới đây luôn hả ngoại? Máy lạnh hả? Wow, tủ lạnh đẹp quá ta. Mấy cái cột làm đẹp hả ngoại? Mấy cột làm đẹp quá ha, sáng trưng luôn, nhà sáng trưng luôn. Còn để thêm quạt nữa hả? Có máy lạnh mà còn để thêm quạt nữa. Để sát góc đó đi, ghế gì để sát góc đó đi cưng. Rồi thank you em trai hả? Con ngủ 4:30 sáng tới giờ con ngủ. Ờ. Con ngoại làm gì nè? Ngoại làm gì cho Ngọc ăn nha ngoại? Nè làm cái này nè. Lẩu hả? Cái lẩu nè. Lẩu bò hả? Mẹ bò viên hả? Bò viên. Với lại này nè, đợi thịt kho hộp vịt. Ồ, thịt kho hộp vịt với giá nha. Ngon. Nè làm nồi cơm cho con cỏ rồi nè, giúp cuộc bị sao? Bể bánh xe. Dạ. Vậy hả? Quá trời đẹp. Chạy lên lầu coi cái nha. Lên lầu coi cái. Lên lầu. Phòng của Ngọc ở trên đây nè. Phòng này phòng của ba mẹ. Phòng ba mẹ đây. Phòng Ngọc trên lầu. Phòng ba mẹ. À, sáng trưng. Ở đây có cái tủ kéo luôn hả? Làm tủ kéo nhìn đẹp vậy. Đủ. Ồ, có cái giường. Đơn giản ha, nhưng mà đẹp quá trời. Nhà Việt Nam cất gì thôi chứ các bạn. Sân thượng đó các bạn. Bữa nào Ngọc rảnh Ngọc sẽ quay. Bây giờ Ngọc đi xuống dưới. Đói bụng quá, mình đi chắc chết.
Có một chén này, chén này đâu?